làm vật những đá cá này, nghe những cá cúng cúng đâu, nghe chị Phương cúng bên hông. cúng chỗ gốc mẹ ha. Dạ Chị thấy cái gì? chị kêu cúng không biết thấy gì, Có, mà chị có gặp gì không? không biết chị kêu được đó mà không có cái đó. Ừ, cúng gốc gốc mẹ bự được hả, mình đốn ha. Dạ Cái lông nó chui đem gụ luôn nha, hàng con hàng mình quất luôn, lấy cái chiếc đũa cho ba, con lấy chiếc đũa cho ba nướng hàng cá này à, cúng bên hồng bởi gốc mè được khẩm này hả mọi người. Lóc nướng chua này ngon dữ ạ, thơm phức rồi nha. Rồi bà giờ em chuyển qua nhà điện không? Không. Chuyển qua bá điện này, em nói gì? Anh thử bữa sữa. Gì? Nói thôi bự sửa rồi. Rồi bà nói làm sao? Nói gì cũng được. Quay cái hình nào cho bà coi? Dạ. Hình mà hở hả? Dạ. Sao sao mà hỏi em không chụp cái hình gửi qua Zalo cho bà coi? Có ghế rồi. Hay rồi ha. Bà nhớ hả? Dạ. Bà còn khóc không? Do má em kêu bả bằng má hả mẹ? Mẹ. Mẹ hả? Dạ. Rồi bác kêu con em bằng gì? Bằng con hay gì? Con. Ghế đó, dữ đó. Để dĩa hay cây ta? Để dĩa đàng hoàng chứ. Rồi làm chứ muốn ớt rồi nặng muốn chanh cho luôn. Chị Phương nó khổ. Cái gì? Điện chị Phương có làm mất. Cầm lấy đồ vô chén này. Dạ. Trời ơi. Này đói rồi hả con? Ăn tô, ăn chén với biết chuyện nào cho rồi. Thấy người chờ. Ăn tô đi con. Tô bự bới lâu lâu bới thôi nào đâu mà ở đây ngồi bới 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 chút à. Hello ba Trang thì cho chị em nướng hai cái lóc rồi làm gì nói chị mà đem rượu ra em để ngoài cái chỗ cái me mà nó đến ngoài cái me ăn được không đắng không để em gọi Zalo bên đây gọi đắng không? Thấy hình chị chỉ ha. Gấp thịt cho con mà. Nghe chị ơi. Không muốn lấy cái vụ. Ly. Không lấy rượu ly không nổi. Lấy gì nữa không chị? Bốn chén bún đũa hả chị? Dạ. Gút heo chỗ này để chỗ nào chị? Để bên đây hay gì? Dạ. Dạ có chị. Gút heo này chỗ này nè. Mày để chỗ này hay gì? Hơi cái ống nước hả? Không có lấy chén đũa vậy không? Điện thôi tôi không thấy. Chị thấy không? Mà để cúng chỗ này được không? Để nhìn góc á.
xíu em sửa cho bằng cái hả? Để nó gốc kìa. Gốc đâu coi đâu. Đây nè, cục đất nè. Không có nhang rượu cho nước chưa hả? Có. Vậy. Có. Trong lấy chén đũa rượu. Nhang đâu? Dạ. Nhang rượu đâu? Nhậu luôn ha. Hai mình chơi luôn hay gì? Chơi luôn. Cũng quay đâu. Quay gì nữa? Quay chỗ nào hỏi bá, ai biết. Vô đi lấy đầy ca đầy đủ thì tính sao? Thì cúng ở chỗ gốc me bự vô hổng nè mọi người. Thì ngày nghĩ là được không có cây me bự dữ lắm, bự luôn trốn rồi ha. Đi vô thôi nha. Thì cái này cúng mà. Giá thì sao không? Đó. Có chỉ giá thì sao không? Hồi điện chỉ. Có đèn không? Bả điện kìa. Hello nghe chị ơi. Ngồi xuống, quay cho bả coi. Dạ. Hôm nay chị cái gì nữa chị? Ngồi trong chỗ hổng thấy. Mắt thấy được mà. Thảo vô lấy cái ly cho ba. Thảo ly bự á, ly bự á, cắm dưới đất được rồi. Dạ giữ rút rồi chị, đó là đũa. Anh biết anh nghe đi anh nói trong em gác đũa trên gần cá. Dạ cúng bụng chị. Mấy ly chị? Dạ. Để mấy ly? Chút xíu gọi luôn. Gọi, gọi, em gọi chứ. Gì con? Gì? Cúng cây me con. Cơm không? Sao cúng cơm me? Cơm me mình đốn mà mình cúng. Vô đi, hai đứa đi vô đi chỗ cúng, đừng đi ra đây con. Vô đi.
Vô, hai đứa vô đi. Nghe không? Bới cơm hiêm nữa hay sao? Con đèn dầu nào không? Con đèn dầu nào? Con đèn dầu nào? Chỉ rồi giá làm sao nha, anh không biết rồi. Vô đi con, hai đứa vô đi. Chỗ cúng rồi vô đi, nha. Đít bị lát hả vậy? Đít bị lát hay gì vậy hoài ạ? Bị lát gãy hoài chứ. Vô đi con, vô đi Thảo, dẫn em vô đi. Đi vô. Rồi chị, ly rượu có rồi nè chị. Liền sao chị? Chị đang đốt, vợ đang đốt. Đang đốt rồi chị ơi. Lấy ống khẩu gắn vô. Chưa chị. Chị giá làm sao? Giá sao chị? Dạ. Nhét cái điện thoại trên đây nè. Nhét cái điện thoại trên đây. Rồi vậy chút xíu nè. Sao chị? Dạ, làm sao chị? Trời lớn rồi. Đây chặt bốn cảnh. Ôi gì vậy? Chỗ ăn chỗ ở. Thì bữa nay ngày 21 tháng 9. Chú Minh Hiếu, Trịnh Chín Mư. Này con cũng
cặp cái lóc với ly rượu với bông. Em mời các chiến sĩ dùng bầu trái nạn đất đai ở đây. Chị nói gì vậy? Quá vậy. Gia đình con làm ăn được đâu được đó. Để cho gia đình con làm ăn yên ngưỡng cho. Đi ăn cơm kìa. Cái đỏ mấy ông nội. Dễ mấy con gì? Dễ mấy con. Dạ. Hỏi chị cúng mà bỏ luôn hay gì? Chuyện là nói cái nhang mình nói cúng lại hả chị? Lỡ cái nhang mình cúng mình giá lại ha. Hỏi chị từ nãy giờ có gặp vợ không? Dạ. Dạ. Hôm rồi có thấy vợ em không chị? Em có nói gì không? Chị hết bệnh chưa? Dạ. Cảm ơn chị nha. Rồi cô cúng này kia kêu bỏ luôn hay gì? Hay gì? Dạ. Bỏ luôn hả? Hay là ấy? Cá em vô ăn. Em vô ăn hả? Ngủ mình đổ với mình đổ ở đây. Chỗ cúng đừng có lầm. Nói vô nhà đi. Chị nói mấy phút? Nhớ đi nha. Nửa rồi nhanh ha. Gãy dán là té là đinh cái bành kia kìa. Anh luôn đồ mất lai. Thấy cái đinh không? Bỏ xuống đâu như thế? Đi vô nhà đi. Ở đây nè. Đi tâm. Ừ.
Người vào hũ đó ha. Cúng như được rồi đấy ha. Còn trái nữa không? Chút nữa tàn nhang có trái không? Dạ. Nhưng tao nó đá giòn cái ha. Trời ơi thấy. Nó nhánh cốc nó đốn mà nó đâm chọi lên nè trời. Nó dễ sống chưa? Cái này nó kiếp luôn.